Thưa quý vị, tại Đà Nẵng có một cựu chiến binh luôn cần mẫn dành một nửa cuộc đời của mình để vẽ chân dung, sáng tác nhạc và làm thơ về Bác Hồ. Dù chưa một lần được gặp Bác, nhưng với tình cảm, sự kính trọng, ông đã dành hết tâm huyết, niềm say mê để vẽ nên những bức chân dung Bác Hồ đầy giá trị. Những tác phẩm của ông không chỉ chất chứa lòng kính yêu vô hạn đối với Bác, mà còn gửi gắm đến các thế hệ trẻ phải tiếp tục học tập những phẩm chất cao quý, tấm lòng trong sáng của Bác, phấn đấu vươn lên trở thành người có ích cho xã hội. Đó chính là Thượng tá cựu chiến binh Trần Ngọc, nguyên chủ nhiệm nhà văn hóa quân khu 5. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị cựu chiến binh này qua phóng sự sau. Tôi vẽ Bác Hồ, nếu chính xác là từ năm 1969. Tôi vẽ Bác Hồ là với cái niềm tin yêu và nhớ ơn Bác. Mà ai cũng công nhận rằng là bức tranh của Bác Hồ rất có hồn, rất giống. Đấy. Thế thì từ cái đó lại thôi thúc tôi là vẫn cứ mang cái niềm tin yêu và nhớ ơn Bác để vẽ Bác. Trong căn nhà riêng nằm giữa lòng thành phố Đà Nẵng, mỗi ngày Thượng tá Trần Ngọc vẫn miệt mài vẽ tranh Bác Hồ. Ông Ngọc năm nay ngoài 70 tuổi, nhưng ông đã có 50 năm dành hết tâm huyết vẽ chân dung về Bác. Bắt đầu từ năm 1969, khi đang nhập ngũ tại Trung đoàn 53 Cơ động, ông Ngọc cùng đồng đội của mình nghe tin Bác Hồ mất. Trước nỗi đau thương, những tình cảm, sự kính yêu đối với Bác đã thôi thúc chàng trai trẻ Trần Ngọc cầm bút vẽ nên những bức ký họa chân dung Bác Hồ. Năm 70, rất cần một cái ảnh Bác để tổ chức đại hội thi đua ở Trung đoàn 220. Lúc đó, cho nên tôi đã bắt đầu vẽ bức tranh chân dung Bác Hồ, lấy từ hình của một tờ báo ra để vẽ to khoảng bằng một tờ báo để trang trí đại hội thi đua lúc đó ở trong chiến trường miền Nam khu 5 của Cục Hậu cần quân khu 5. Mà sau bức tranh đó thì là phòng chính trị Cục Hậu cần quân khu 5 rút về trên cục, trên quân khu để tiếp tục vẽ ảnh Bác Hồ. Suốt thời gian sống làm việc trong môi trường quân ngũ, Thượng tá Trần Ngọc đã vẽ hàng trăm bức họa chân dung về Bác Hồ. Đặc biệt khi hòa bình lập lại, Thượng tá Trần Ngọc đã bắt tay vào vẽ chân dung Bác Hồ khổ rộng trên mọi chất liệu, dùng để tuyên truyền trong các kỳ đại hội và trưng bày khi cả đoàn khách đến tham quan. Đối với mỗi bức ký họa đơn giản, ông chỉ vẽ trong thời gian từ 10 đến 15 phút. Hình ảnh vị lãnh tụ đất nước trong tranh của ông luôn toát lên vẻ gần gũi, giản dị nhưng sáng ngời và sắc đỗi cao quý. Không chỉ có tài năng vẽ tranh, ông còn am hiểu thơ ca, sáng tác nhiều bài hát, bài thơ hay, nói về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ. Sau khi xem những cái bức chân dung mà Bác Ngọc vẽ về Bác Hồ cũng như những cái ca khúc viết về Bác, viết về cách mạng, thì tôi cảm thấy rất là xúc động và tự hào. Nó rất có giá trị bởi những cái lời trích dẫn, lời căn dặn của Bác Hồ được đưa vào trong tranh như là một cái bài học để giáo dục thế hệ trẻ chúng tôi về trách nhiệm xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, dù đã nghỉ hưu, nhưng cựu chiến binh Trần Ngọc vẫn giữ cho mình một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, kiên định với Đảng và Bác Hồ kính yêu. Tình cảm, sự kính trọng đối với Bác Hồ được ông gửi gắm qua từng nét bút, con chữ. Cũng vì lẽ đó, những tác phẩm của ông luôn có hồn, được nhiều đồng chí, đồng đội yêu thích. Các tác phẩm do ông dành tặng được nhiều đơn vị đặt ở vị trí trang trọng, qua đó động viên thế hệ trẻ ngày nay cố gắng noi gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.